Next guest of the night, where I would like to invite Thùy Linh. Xin mời chị Thùy Linh lên đây cổ tặng cho cô dâu chú rể trong bản nhạc. Làm cái gì? Now you want to do some exercises and time for dancing, okay? So round of applause for Linh. Dài phía trước và lối đi về gặp kênh ai biết.